Hello, lại là mình đây, lại là Hải Lúa Hậu Giang đây cả nhà ơi. Một buổi sáng ngày mới, Hải Lúa chúc cô chú sức khỏe bình an, mọi điều tốt lành nha. Bữa nay Hải Lúa phải cả nhà xem một tí vườn rau và Hải Lúa xem bắn dây rau nhút giống luôn cả nhà nha. Ở đây Hải Lúa bán rau nhút chợ đó cả nhà. Rau nhút chợ có nghĩa là mình cân ra chợ thì mình bán 12.000. Giờ giống cơ hai cũng bán 12.000 luôn cả nhà nha. Nên nhiều quá trời mình phải bán cả nhà. Nè. Ở đây giờ thường chờ cả nhà. Đó mình mới bẻ. Khu này bẻ chưa rồi tới nữa đó nha. Đó nó đó. Đó. Thì mình bán giờ cho chợ rồi. Có giống bằng như giao ở nhà ai cũng mua mua nhà nha, tại nhà mình mượn 12.000 ký cả nhà nha. Đó. Ở đây khu này bèo cám nhiều rồi mình quăng đó đó. Mình đang lấy clip lên, em nào mà có trồng rau á thì muốn có nhu cầu trồng rau thì biết giá mình nói luôn, ở đây là mình để là 12.000 một ký tại nhà cả nhà nha, cao giống thì ở chợ cũng bằng với nhau cả nhà nha. Thì theo người chồng đó, mình thì công mình nhận trăm ngoài ký, trăm ba, trăm tư, trăm rưỡi, sáu trăm bảy thì theo người trung bình thì mình trăm rưỡi, chắc là trung bình trăm rưỡi đó nha. Mình khuôn khuôn hết trơn á. Nè. Đây mình đang vẽ nó cả nhà. Nhưng ra này mình trồng thấy ổn quá nhà, mà nó không bèo cám bình thường nha, bèo cám nhiều đó, nó trâu thúi còn mệt rau nữa, xương xương như là ok, mình trồng như nó không có bèo bình thường luôn. Em nào mà trồng bèo, trồng có nhút á, mình cho bèo mới bèo về đang gầy ra cũng được bình thường. Anh em nào có nhu cầu trồng nhút thì xem clip nha. Còn những lúc thuốc bệnh này kia thì trong clip Hải Lúa đã có đăng rồi. Anh chị em nào có coi thì xem giùm Hải Lúa nha. Tại lúa này có bạn bèo lò ga quá nha. Một ngày một đêm Hải Lúa chỉ một đêm Hải Lúa ngủ chỉ có 2 tiếng hồ thôi. Cũng mệt rất chả lắm. Tại vì một ngày này thì chung là 24 tiếng hồ đi. Thì Hải Lúa 3 giờ ban ngày thì làm rau, dầm rau như nè, vợ thì bẻ rau. Thì 3 giờ làm rau, bẻ rau tới phước phước mình quay qua rồi buộc rau, rửa rau xong tới 12 giờ. 12 giờ ngủ, 2 giờ đi giao rau chợ đó nha. Ra chợ đó, đi cho bạn hàng đó. Mình đi nhiều chợ lắm. Thì tới nhà 5 giờ mấy ngủ, 5 6 giờ vậy đó. Rồi giấc này rồi thì phải ngủ một tí nè. Một tí nè rồi ra làm rau. Rồi 10 giờ lấy tiền rau á, rồi lại rồi sẽ đi nữa, bây giờ ngủ không được nhiều ở nhà nha. Cũng đúng lắm, anh em nào có lúc ra này kia thì xem clip giùm mình có đăng hết trơn ở nhà, xem kỹ là có hết trơn, tại mình lúc mình đăng mình không ganh gì điện thoại, mình đăng lúc cái tiêu đề khi coi kỹ giùm mình đó, chứ ra mình có đăng hết trơn à, còn bán mình chứ là mình bán rau thôi. Mùa này giờ cũng đỡ ở nhà ha, mùa mưa mưa bão mà tháng 7 cả nhà cũng khắc nghiệt, việc nó đỡ cả nhà ha. Nè. Thấy dòng này dòng đấy, ở bên kia mình đang bẻ, bên kia chưa rồi nữa nha, bên đây tới nữa nè.
nên là có nhu cầu thì liên lạc với mình sẽ đăng số điện thoại lên nha. Rồi ngày một ngày mới nè, hai lúa chúc cô chú sức khỏe bình an và điều tốt lành nha. Mình có đăng bên TikTok của hai lúa Hậu Giang nữa, cả nhà có xem cũng được nè, xem thì tương tác qua cái TikTok hai lúa Hậu Giang cũng có mình đó nha cả nhà nha. Như có thích hai lúa thì cho hai lúa một follow nha, với đăng ký kênh mình hai lúa luôn. Chào cả nhà nha, chúc cả nhà mọi điều tốt lành nha. Xin chào, bye bye.